Konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Rất vui mình lại gặp lại nhau trong video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về da mặt nhé. Thường, da mặt của chúng ta thì sẽ có 5 loại. Thứ nhất là da thường, thứ hai là da hỗn hợp, thứ ba là da khô, thứ tư là da tàu và thứ năm là da nhạy cảm. Từng các cái loại da khác nhau thì sẽ phù hợp với từng các cái loại mỹ phẩm khác nhau và các cái cách chăm sóc khác nhau, có những cái chú ý riêng cho từng loại da. Và cái vấn đề nhận biết được cái da của mình là thuộc loại da nào thì chúng ta mới có cách chăm sóc da hay lựa chọn mỹ phẩm sao cho đúng, cho phù hợp với từng loại da đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng phần một nhé. Nhất là da thường. Da mặt của chúng ta chia làm hai phần, phần chữ T và phần chữ U. Phần chữ T sẽ bao gồm trán, mũi, nét và cằm. Phần chữ U sẽ là da trên hai phần má của mình, da trên hai phần má nhé. Vậy bây giờ để phân biệt một cách rõ nhất về da của mình thuộc loại da gì thì thời điểm thích hợp nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và chưa có rửa mặt, thì mình có thể phân biệt bằng tay, gương, soi gương và hoặc bằng giấy thâm dầu. Thì mình sẽ đi vào phần thứ nhất là da thường. Da thường là một trong những loại da mà bất kể ai cũng mong muốn mình thuộc sở hữu cái loại da này. Thứ nhất, da mịn. Thứ hai, lỗ chân lông nhỏ. Thứ ba, màu da rất là đồng đều. Và thứ tư, luôn tươi sáng. Thứ năm, độ ẩm được cân bằng. Thứ sáu, không có quá nhiều dầu. Thì mình có thể đưa tay lên mình kiểm tra, hoặc là mình có thể kiểm tra bằng tay không, bằng dầu, soi qua gương. Thì sau khi thức dậy vào buổi sáng thì tất cả phần chữ T hoặc chữ U của mình nó không có quá nhiều dầu và không có quá khô, thì da của mình là thuộc loại da thường nhé. Thì cái da này thì chăm sóc rất là dễ, mình chỉ cần kết hợp ăn uống khoa học và cấp ẩm thường xuyên một cách bắt mặt lại là đã rất là tuyệt vời rồi. Loại da này thì khá là căng mịn nên là các cái vấn đề về da thì thường ít gặp, nhưng mà cũng không nên chủ quan, mình vẫn phải có cái chế độ chăm sóc thường xuyên và vệ sinh sạch sẽ, kết hợp với ăn uống thì sẽ ăn uống nghỉ ngơi một cách điều độ và khoa học thì mình sẽ có một làn da luôn là tươi trẻ và căng bóng. Và thứ hai mình nhắc đến là da khô. Da khô thì sau khi mình thức dậy mình quan sát cái vùng chữ T và vùng chữ U của mình đều rất là khô. Da này thì thường là rất là khô và dễ bị cong thóc, và đặc biệt là về mùa đông, mùa hay khô ấy thì da mình nó khô mất nước, nó sẽ cong lướt lẻ ra. Đấy, cái chú ý của cái da này thì cái cách chăm sóc của nó thì gồm 3 bước. Thứ nhất là tẩy da chết, một tuần tẩy da chết ít nhất 2 đến 3 lần. Thứ hai, sau khi tẩy da chết thì phải cấp ẩm, dùng kem dưỡng ẩm, lướt vào hầm và serum. Và thứ ba nữa là dùng uống nước, mình sẽ uống nước một cách khoa học và cấp nước từ bên ngoài lẫn bên trong cho da thì mới cải thiện được cái làn da khô này. Và da khô này nếu mà chúng ta không biết cách chăm sóc cẩn thận thì luôn trong tình trạng sần sùi, bong tróc. Vì thế nên là trong cái việc là make up ấy, thì mình dù có make up thế nào đi chăng nữa thì da của mình nó sẽ luôn sần sùi và có cái hiện tượng bị mốc mặt. Và cái hiện tượng này thì không phải do cái kỹ thuật trang điểm mà do cái bề mặt da của mình nó sần sùi, nó khô nên nó sẽ tạo lên cái lớp mốc lên đấy, làm cho da của mình sau khi cắt một cái lớp kem lên lên, lớp phấn lên thì nó không có được căng bóng mịn mà luôn mốc mốc lên, nên là mình gọi đó là mốc mặt ạ. Nên là mọi người cần phải cấp nước đầy đủ và không những cả bên trong và bên ngoài cho cái làn da khô này cải thiện dần dần thì da sẽ trở lên da bình thường. Và thứ ba là loại da dầu, một cái loại da mà sau khi mình thức dậy vào buổi sáng thì vùng chữ T và vùng chữ U xuất hiện rất là nhiều dầu nhờn, mặc cảm giác buổi sáng như một cái chảo dầu ấy. Thì cái da này thì rất là khổ, vì thường những ai mắc vào cái loại da này thì thường sẽ lỗ chân lông rất là to, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh nên là sinh ra rất là nhiều mụn vào cái da này. Da này thì không có chế độ chăm sóc tốt thì cái tần suất mọc mụn nó sẽ mọc lên thường xuyên, như vậy là do không có cái thời gian để cho cái da này nó phục hồi nên là cái tình trạng da này nó sẽ không được sáng lên và xuất hiện những cái nếp thâm sạm rất là nhiều, vết thâm sạm rất là nhiều. Và cái việc chăm sóc da dầu này thì luôn luôn phải giữ cho da mình sạch sẽ bằng cách rửa sữa rửa mặt, tẩy trang và dùng nước hầm. Và lưu ý quan trọng, mọi người rất hay hiểu sai về vấn đề này, đó là da dầu thì không cần giữ ẩm, hoàn toàn sai nhé. Da dầu rất cần giữ ẩm. Mọi người hiểu là cái dầu ở trên da mình nó sẽ cấp ẩm cho da mình, nhưng hoàn toàn sai. Cái dầu trên da mình nó chẳng có tác dụng gì cả, nó chỉ có tác dụng làm bẩn cái da mặt mình, đít cái lỗ chân lông của mình thôi. Nên là lỗ chân lông to thì sẽ tích tụ những vết bẩn và tạo lên mụn rất là nhiều. Cái da dầu cần lưu ý là khi sử dụng kem dưỡng ẩm thì nên sử dụng dạng lỏng thay cho dạng kem thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và thứ tư là loại da hỗn hợp. Thì trong cái da hỗn hợp thì chia làm hai loại. Thứ nhất là da hỗn hợp thiên dầu và thứ hai là da hỗn hợp thiên khô. Thì về da hỗn hợp thiên dầu thì cái vùng chữ T của mình sẽ là nhiều dầu và vùng chữ U của mình thì ít dầu hơn chút. Nhưng mà cái phần chữ T thì rất là dễ nổi mụn nên là chú ý phải vệ sinh sạch sẽ cái phần này. Chăm sóc cái phần da này thì nên chú ý là hướng tới các cái sản phẩm thiên về da dầu. Và thứ hai là hỗn hợp da hỗn hợp loại thiên khô thì vùng chữ T ít dầu và vùng chữ U thì sẽ là khô. Loại da này thì không quá khó để chăm sóc nên thiên về cái dạng mỹ phẩm cấp ẩm cho da khô là ok. Thứ năm là mình muốn nhắc đến đó là da nhạy cảm, một cái loại da rất là khó ưa luôn. Cái da này thì rất là dễ bị kích ứng và tác động bởi các cái nguyên tố bên ngoài, ví dụ như mỹ phẩm mới, thời tiết, nước. Da này rất là mỏng, căng, dễ nổi mụn đỏ, dễ kích ứng. Lưu ý khi sử dụng các cái sản phẩm cho loại da này thì nên chọn cái sản phẩm dành riêng cho cái loại da này, vì khi mình chỉ dùng được một chút thôi thì cái da này sẵn sàng nổi mụn và ửng đỏ lên rất là nhiều. Hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều các cái sản phẩm dành riêng cho cái loại da này, ví dụ như kem chống nắng này, sữa rửa mặt này, tẩy trang này, vân vân và vân vân. Nên mọi người lưu ý sử dụng các cái sản phẩm thì nên để ý xem cái da của mình nó là thuộc loại da gì nhé. Cách phân biệt từng loại da, các cái chú ý về từng loại da và cách chăm sóc từng loại da thì mình đã nói ở trên. Hy vọng là qua cái video này thì mọi người đã phân biệt được là da mình thuộc loại da gì để có cách chăm sóc một cách phù hợp và lựa chọn cho mình những loại mỹ phẩm phù hợp với da của mình. Đừng quên comment ở bên dưới video này xem là da mình thuộc loại da gì để cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Chúc mọi người luôn xinh đẹp. Samatane.